Xin chào các bạn đến với chuyên đề xác định góc bằng phương pháp gián tiếp Bạn nhấn ngay cho mình nút đăng ký để ủng hộ mình nhé Bây giờ mình sẽ bắt đầu Cho làm nhé ABC vuông tại B xuống đây Hướng tại B SA vô phần đáy Gọi M là trung điểm SB Bây giờ mặt đề bài cơ xác định góc giữa mặt phẳng SMC và mặt phẳng đáy Thì trước hết mình sẽ tìm hình chiếu K của A lên lệnh thẳng MC Mình diễn đây K Thì mặt phẳng SMC sẽ trùng với mặt phẳng SKC Và bây giờ mình cần tìm góc giữa mặt phẳng SKC với mặt phẳng đáy là xong Đó chính là góc SKA Bây giờ mình có như sau Cái góc cần tìm đó chính là bằng góc SKA Mình có là tan của góc SKA Chính là bằng đối chi kề là SA chia AK Và Mình có được SA là bằng A căn 3 chia 2 theo bài đánh cho Bây giờ mình sẽ giả sử A bằng 1 luôn Bây giờ mình cần tính AK nữa là xong Mình sẽ cắt một thằng đấy ra Đây, thằng đấy có tam giác vuông tại B đây là A và đây là C thì độ dài đoạn này là 2 rồi gọi M là trung điểm rồi bên đây là 2 căn 3 vậy thì mình sẽ nối bờ xe lại kéo qua đây để mình góc xuống mình sẽ thu được hình chiếu K của A lên MC mình thấy được trong hình này tam giác AKM đồng dạng với tam giác CBM tam giác AKM đồng dạng với tam giác CBM theo trường hợp góc góc bởi vì đây là hai tam giác vuông có góc đối đỉnh bằng nhau thì suy ra hai thứ nhất trên đồng dạng ta có như sau đó chính là AK chia cho BC chính là bằng AM chia cho CM thì ta sẽ suy ra được là AK chính là bằng AM nhân BC chia cho CM cái này bạn có thể tự tính cho mình mình sẽ tính được nó là bằng a căn ba chia hai thấy vào đây luôn nó cũng bằng a căn ba chia hai ta sẽ suy ra được là tan của góc SKA là bằng 1. Vậy phương án chính xác ở đây chính là phương án A. Cho hình lăng trụ đứng ABC A' B' C' vẽ ra lăng trụ đứng Rồi mình vẽ hình minh họa ở đây. Đang chủ đứng ABC. ABC A phẩy B phẩy C phẩy. Có đáy là tấm giác cân. À, mình thấy được là AB bằng AC nên tấm giác cân tại A. Có cạnh này là A. AB bằng AC bằng A. Rồi, 120 độ. Và B phẩy là đường cao bằng A thì lại A phẩy cũng bằng A luôn. Rồi, và Y là trung điểm của C C phẩy. Xác định cốt alpha với alpha là góc giữa mặt phẳng ABC là mặt phẳng đáy là mặt phẳng a b phẩy y a b phẩy y chính là mặt phẳng này nó a phẩy nó a b Phải. rồi b phẩy y đây thì mặt phẳng b phẩy y chúng ta thấy được là một mặt phẳng khá là chéo nhưng chúng ta có một nhận xét khá quan trọng đó chính là b là hình chiếu của b phẩy xuống mặt phẳng đáy c là hình chiếu của y xuống mặt phẳng đáy vậy ta sẽ suy ra được tam giác abc là hình chiếu của tam giác A, B, phải, Y xuống mặt phẳng đáy Chúng ta nhớ có một công thức như sau đó chính là cos alpha cos góc giữa hai mặt phẳng chính là bằng A, B, C chi cho diện tích giác ở trên đó chính là A, B, phải, Y Và ta có như sau diện tích tam giác ABC là tam giác cân chính là bằng 1 phần 2 tích hai cạnh kề AB nhân AC nhân sin của góc kẹp giữa là sin alpha bằng sin của 120 độ mình ghi rõ ở đây cái này chính là bằng 1 phần 2 AB nhân AC là bằng A bình phương Sin 120 độ là bằng canh 3 chia 2 Là bằng A bình canh 3 chia 4 Rồi bây giờ đến nhị đến tam giác AB phải Y Thì mình có cái này nó sẽ bằng Bây giờ mình có các cạnh như sau AB phải là đường chéo của hình vuông Nhưng có độ dài là A canh 2 B phải Y mình Có là tam giác này là tam giác Cân tại A phải luôn mà có cạnh này là a rồi nên là cạnh dưới đây sẽ bằng a căn 3 nếu như bạn dùng định lý cốt bạn có thể tính được là a căn 3 rồi cạnh này sẽ bằng a chia 2 bây giờ mình sẽ dùng Pythagor để mình tính độ dài cạnh b phải y chính là bằng rồi mình sẽ lấy máy tính mình tính là a căn 3 bình phương và a phần 2 chia 2 bình phương cái này mình tính nó được là bằng căn 13 trên 2 a rồi ai là cạnh huyền của nhóm giác vuông có độ dài hai cạnh là a và a chia 2 mình tính ra được là ở uh, lấy 2 của một bình cộng 1 phần 2 bình là 1 phần 4 bằng A căn 5 chia 2 A căn 5 chia 2 mình sẽ tính độ dài của 3 cạnh của hình tam giác này là bằng 1 cạnh bằng căn 2, căn 13 chia 2 và 5 chia 2 bây giờ mình sẽ viết có thức diễn tam giác theo độ dài 3 cạnh đó chính là dùng định lý Heron rông P nhân cho P chữ A nhân P chữ B nhân cho P chữ C rồi ở đây mình có độ dài 3 cạnh lần lượt là, là căn 2 mình cộng với lại căn 13 chia 2 cộng với lại căn 5 chia 2. Rồi mình lấy số này mình chia cho 2. Mình gắn vào biến A. Đây mình ngầm hiểu là A là nửa chu vi. Đây, diện tích tam giác sẽ là bằng A nhân cho A trừ căn 2 nhân cho A trừ căn 13 chia 2. Rồi nhân cho A trừ cho căn 5 chia 2. Đây, đây là công thức hơi rồng tính diện tích tam giác mình bấm dấu bằng đây rất đẹp luôn bằng căn 10 chia 4 mình viết vào đây chính là bằng căn 10 chia 4 vậy mình thấy vào công thức ban đầu cái cos alpha chính là bằng những tam giác ở trên là căn 3 chia 4 những tam giác ở dưới là căn 10 chia 4 vậy cái này sẽ là bằng căn của 3 phần 10 vậy đáp án chính xác ở đây chính là đáp án a Thì bài cho ABCD là hình thang vuông tại B và A thì mình vẽ như sau. Đấy, mình sẽ vẽ hình như thế này cho dễ nhìn. Rồi. Mình kẻ ở đây. Ở đây là này là bằng 1, rồi đoạn này là hai lần gấp đôi. Nó vào đây. A B C D. Cái này là A, cái này là A, cái này là 2A. Rồi, mình kẻ đường cao SA xuống. rồi bây giờ nó cho sa bằng a rồi nó gọi m là trung điểm sb n là trung điểm sc là n đây nối mn lại nó hỏi là uh, tính cos góc giữa mn và mặt phẳng sac là mặt phẳng này đây mình sẽ viết lại câu bài toán ở đây tính cos của góc cos của mn và mặt phẳng sac để ý cho mình đó chính là uh, Bây giờ mình chỉ cần chỉ ra được vector pháp tuyến của mặt phẳng SAC Khi đó cái này nó sẽ bằng sin góc giữa MN và N của SAC Mình kêu vector pháp tuyến là N Đó chính là góc giữa loại thẳng MN Và vector pháp tuyến của mặt phẳng SAC thang vuông Có độ dài các cạnh là A với hai a này có một tính chất đặc biệt đó chính là Bây mình sẽ vẽ ra ngoài nhé Đây hình thang như thế này chúng ta có thể nhìn thấy màn hình được luôn, đó chính là à, mình vẽ là a, B, C, D. chúng ta có thể thấy được là chỗ này là tam giác vuông, tam giác D sẽ là tam giác vuông tại C, chứng minh điều này rất dễ, ta có cạnh này là 2a, đây đường chéo của hình vuông có độ dài một cạnh là a, thì đường chéo hình vuông sẽ là a căn 2, và tương tự ở bên đây, đây cũng là đường chéo của một hình vuông luôn, thì đây cũng là bằng a căn 2, thì theo Pythagore ta có a căn 2 bình cộng a căn 2 bình là bằng 2 cộng 2 bằng 4, căn 2 đi là bằng 2a. Thì tâm giác này tâm giác vuông tại C. Sau khi chứng minh được điều đó, vậy mình sẽ suy ra được là CN sẽ vuông góc với AC. Thì mình sẽ suy ra được là CN sẽ vuông góc với lại AC. Là do uh, N là trung điểm của CD và CD đã vuông góc với AC rồi nên suy định là CN cũng vuông góc với AC. Và mình có như sau, đó chính là uh, CN vuông góc với AC là điều thứ nhất. Và điều thứ hai mình cũng có được là CN vuông góc với SA do SA vuông góc với phần đáy nên suy được là uh, CN sẽ vuông góc với SA vậy thì mình sẽ suy ra được là CN sẽ vuông góc với mặt phẳng SAC SA với AC hợp lại thành mặt phẳng SAC Mình sẽ suy ra được là CN sẽ vuông góc với mặt phẳng SAC đây là một điều rất quan trọng suy ra được là góc này chính là bằng sin của góc giữa MN MN và NC Bây giờ mình chỉ cần tính sin góc giữa đoạn MN và NC nữa là xong. Bây giờ mình sẽ ghép nó vào tam giác MNC. rồi và từ đây mình sẽ suy ra được là sinh uh, sin góc giữa mn và nc là sin của góc này mn và nc là sin của góc này thì trước hết mình sẽ tính cốt của góc này trước sau đó mình sẽ tính lấy được là căn bậc hai của một trừ cốt bình thì ra là sin thôi và bạn có như sau bây giờ mình sẽ tính thứ nhất là mn tính là bằng bây giờ mình sẽ kẻ đường cao xuống đây kẻ ngang qua đây thì mình có là độ dài đường cao này là bằng a chia hai là do bằng một đường, đường cao của hình chóp này bởi vì M là trung điểm rồi từ M mình kể đường cao xuống chúng ta bằng 1 phần 2 đường cao chính là bằng A chi 2 ở đây rồi còn ở đây trung điểm này qua trung điểm bên đây chính là bên minh họa bên hình đây nè chính là bằng trung điểm bên đây qua trung điểm của bên đây à, các bạn đã biết là trung điểm đó nó chính là bằng chia đôi ra thì cái này bằng A cộng với lại A chi 2 tổng cộng là 3A chi 2 3A chi 2 mình sẽ tính được đường chiếu là bằng cao bậc 2 của Bây giờ mình sẽ cho A bằng 1 luôn trên giới tính 1 phần 2 tất cả bình Cộng 3 phần 2 tất cả bình Mình sẽ tính được bấm máy tính nó sẽ bằng, uh, bằng căn 10 chia 2 Rồi sau đó là bây giờ mình sẽ tính thêm là uh, MC Thì tương tự mình nối đường này lại Thì đây cạnh này là bằng A chia 2 cho bằng một nửa của cạnh AB Và cạnh này là A Pythagore thì nó được bằng căn 5 chia 2 Cạnh này bằng căn 5 chia 2 rồi mình có một cạnh là căn 5 chia 2 và một cạnh là bằng A chi 2 Và mình sẽ tính đoạn MC Sẽ bằng căn 2 của căn 5 chia 2 Tất cả bình cộng với lại 1 phần 2 tất cả bình Chính là bằng Cái này là bằng căn 6 chia 2 Và bây giờ mình chẳng tính đoạn MNC nữa là xong Thì NC mình đã tính được là NC 1 phần 2 CG Và CG là bằng A căn 2 Thì cái này bằng A căn 2 chia 2 Rồi Bây giờ mình sẽ dùng nguyên lý cốt mình gọi code này là alpha mình có là uh, code alpha code của alpha bằng mn bình chính là bằng uh, mn bình cộng cho nc bình trừ mc bình chia cho hai lần mn nhân cho nc và máy tính được cái này bằng 3 căn 5 chia 10 thì ta sẽ suy ra được là sin của alpha chính là bằng cái căn 2 của 1 trừ cốt bình là bằng căn 55 chia 10 Bằng căn của 55 chia 10. vậy mình sẽ share được phương án đúng ở đây, chính là phương án B. Cảm ơn đã xem bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì cho mình một đăng ký, một like, và chia sẻ video này ngay cho bạn bè của bạn nhé.